Như là thủ phủ của người Việt ngay tại Bắc Cali anh ha. Đúng rồi, đúng rồi. Có đó, Bến Ninh Kiều. Anh đi Bến Ninh Kiều, anh đi nhà hàng Thủy Tả ngay tại Bến Ninh Kiều. Dạ, ngay chỗ Mường Thanh á. Cái này là anh mới mở phải không? Chủ mở lâu rồi, 20 năm rồi. Tôm là của Việt Nam. Muốn tôm này nhập Việt Nam á hả? Dạ, nhập Việt Nam qua. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt trên một chiếc xe của người Anh. Mà không nói ra thì cô bác quý anh chị sẽ không biết rằng là Bùi Hồ đang có mặt tại nước Mỹ. Anh Minh ở đây là địa chỉ ở đây là San Jose. Dạ. Và kế bên Bùi Hồ đây là anh Minh. Thì anh Minh đã định cư ở Mỹ từ rất là lâu rồi. Anh Minh có thể giới thiệu cho em biết địa danh San Jose được không anh Minh? Xin chào khán giả của kênh Bùi Hồ TV nha. Dạ. Đây là thành phố San Jose. Là thuộc dạng là thung lũng hoa vàng đó. Thành phố này là nó nằm ở dưới thung lũng mà xung quanh là núi không à. Đi đâu cũng gặp núi hết á. Mà đây cũng là nó kêu là thành phố điện tử luôn đó. Thung lũng điện tử đó. Là muốn làm hãng điện tử là phải lên trên đây ở. Nên đây làm hãng điện tử không à. Đi qua đây dẫn Bùi Hồ đi vòng vòng tham quan cho biết. Anh Minh có thể cho biết cho cái khán giả kênh em biết là anh hiện nay làm cái công việc gì? Anh á hả? Dạ. Là làm có tiệm cắt tóc. Tiệm cắt tóc nam. Anh kinh doanh về cắt tóc. Anh qua đây thì lâu chưa anh Minh? Anh qua đầu năm 94. Ôi vậy là đúng, năm nay là đúng tròn 30 năm. 30 năm. 30 năm. Dạ. Đi tháng 3 là 94 đó. Bây giờ là 3 năm rưỡi rồi, 30 năm rưỡi rồi. Dạ. Cái đoạn đường mình đang đi tên là đường gì anh Minh ha? Freeway 80. Dạ. Người 80 đang đi về cái khu Vietnam Town. Cái đoạn đường này thì tốc độ của cho xe chạy là bao nhiêu mai anh Minh? Nó cho 65 mai. 65 mai. Cô bác có chị biết một mai thì nó khoảng 3,6 km. Thì nó tốc độ tối đa là khoảng 180 km/h. Và hiện nay thì trên đoạn đường này nó chia ra làm hai chiều, mà mỗi một chiều như vậy là đến 4 làn đường. Từ nhà anh mà đến cái tiệm tóc của anh thì khoảng bao nhiêu? Từ nhà anh đi đến tiệm tóc khoảng 20 phút. 20 phút. Dạ. Cái cuộc sống của nơi anh sống thì có nhiều người Việt không anh? Không, chỗ anh là khu người Mỹ không à. Nhưng mà muốn xuống khu Việt Nam là khoảng 20 phút lái xe. Dạ. 20 phút. Lúc đầu anh qua đây thì anh có bỡ ngỡ không? Có chứ, lúc đầu qua, năm đầu qua cũng hụt hẫng lắm. Một năm sau mình đi Lào rồi mình mới hòa nhập rồi mới cân bằng được, chứ lúc mới qua cũng buồn lắm. Dạ. Trước đó thì làm nghề tóc anh làm cái công việc gì anh Minh? Lúc mới qua là làm hãng điện tử luôn. Dạ. Làm hãng điện tử luôn rồi xong rồi mới đi học tóc. Dạ. Rồi mới làm nghề tóc. Dạ. Anh lập gia đình lâu chưa, rồi có mấy con? Cũng lâu rồi, năm 2000. Dạ. Có hai cháu rồi. Dạ. Hai bé học ở đây, học trường? Nó học ở đây luôn, nó học gần nhà luôn. Dạ. Con gái 16 tuổi và con trai 14 tuổi. Dạ. Anh có thường về Việt Nam không anh Minh? Anh về mỗi 2 năm em. Dạ. 2 năm về 1 lần. Con của anh thì năm nay chắc cũng lớn rồi ha. Dạ. 16, dạ. Con gái 16 em, còn con trai 14 tuổi. Dạ. Cô bác anh chị biết không là đây là cái đường phố ngay tại thành phố nè. Và chắc có lẽ là cô bác quý chị sẽ không khỏi bất ngờ khi mà đường phố thì ở ngay tại thành phố thì nó có rất là nhiều lane đường và tốc độ tối đa thì khoảng 180 km/h. Và anh Minh ơi, không biết thì ở đây việc mua xe ô tô thì như thế nào anh Minh ha? Mua xe đây ai mua cũng được, nhưng thì cả góp thôi. Dạ. Chờ góp hàng tháng lo chứ không phải có khó khăn giống như bên Việt Nam. Dạ. Bên đây thì người ta làm lương nào ta cũng mua xe được đó. Mua. Dạ. rồi hàng tháng mình cứ đi làm mình trả hàng tháng thôi. Dạ. Cũng dễ dàng lắm, cũng không đến nỗi khó khăn. Còn cái việc xăng ở đây rồi nó có mắc hơn Việt Nam? Xăng ở đây mắc đó. Dạ. Xăng ở Cali này là mắc nhất á. Dạ. Sở dĩ Bùi Hồ muốn chia sẻ về cái cuộc sống anh Minh, vì anh Minh là một người Việt cũng định cư ở Mỹ rất là lâu rồi. Mà ngày hôm nay thì Bùi Hồ ngồi trên xe này vì anh Minh á là cũng anh em cũng có tình cảm mến với nhau, quen lâu rồi ha, quen cũng chắc khoảng 3 năm anh Minh ha, hơn à, nghĩ hơn á. Một lần anh Minh về Việt Nam thì anh em
có mặt trên một cái chiếc du thuyền, nhà thuyền, nhà hàng thủy tạ. Lần này thì lại có mặt cùng trên một cái chiếc xe của anh đó. Và thậm chí là tối đêm nay thì vừa hồi sẽ nghỉ lại nhà của anh, có nghĩa là phải rất là hữu duyên thì mới có thể gặp mặt nhau. Yeah, lúc mà anh về Việt Nam thì anh có chia sẻ với Bùi Hùng anh nói như thế nào, anh có thể nói lại lúc đó cả. Với hy vọng có dịp được đón em ở ở Mỹ á. Dạ. Không ngờ nó cái câu nói đó giờ thành sự thật luôn rồi đó. Cô bác anh chị thấy anh Minh rất là đẹp trai đúng không? Chắc có lẽ là Bùi Hồ không nói thì cô bác anh chị sẽ không đón được cái tuổi anh Minh. Tại anh Minh hiện nay thì cũng ngoài 50 rồi, nhưng mà nhìn anh Minh là như khoảng chừng 41, 42 thôi. Trời ơi. Dạ. Nghe đã ghê ạ. Dạ. Cảm ơn em. Dạ, nhưng mà thật là cô bác anh chị thấy Minh còn rất là đẹp trai và phong độ luôn. Rồi chuẩn bị tới khu Việt Nam rồi đó nha. Dạ. Bây giờ anh Minh sẽ chở Bùi Hồ đi đến một cái khu của người Việt. Ở đây thì khu người Việt nhiều giờ giống như ở cái khu Los Angeles không anh Minh? Nó không bằng Los Angeles. Dưới miền Nam Cali là số 1, ở đây là số 2. Dạ. Ở đây gọi là Bắc Cali. Bắc Cali, Nam Cali là dưới đó là nhiều hơn, nhiều là nhiều nhất. Dạ. Khí hậu ở đây thì em thấy nó khí hậu mát mẻ. Khí hậu ở đây là tốt hơn ở dưới Nam Cali nữa. Đó, xuống khu Việt Nam là bắt đầu anh thấy xe nó tấp nập như vậy đó. Dạ. Đây là một trong những cái tuyến đường phố ngay tại Bắc Cali. Mà anh Minh nói ở đây người ta gọi cái tên là thung lũng hoa vàng. Thung lũng hoa vàng vì phía trước mặt là những cái dãy núi đúng không anh Minh? Xung quanh là núi hết, tất cả đều là núi hết á. Dạ. Cái thành phố nằm ngay dưới thung lũng. Dạ. Đi đâu cũng gặp núi á. Đó, thấy không? Thấy núi không đẹp coi chưa? Dạ. Nhưng mà em thấy các đồi núi ở đây á là đa số là cỏ thì người ta xử lý hết anh Minh. Đúng rồi. Dạ. Còn mấy cái nhà, Hồ thấy mấy nhà trên núi không? Mấy nhà trên đó là mắc tiền lắm đó. À. Có mấy cái nhà trên đỉnh núi là mấy nhà là tỷ phú không đó, mới ở được nhà trên núi đó. Dạ. Ừ. Vậy là ở đồng bằng, ở dưới tháp thấp này là... Không bằng, mấy người trên núi là mấy nhà giàu không đó, mấy nhà tỷ phú không đó. Ở bên này lâu thì anh có nhớ Việt Nam? Nhớ chứ. Bây giờ cho anh đi du lịch đi đâu anh cũng không đi, anh cứ thích đi về Việt Nam hả? Dạ. Việt Nam gặp bạn bè ăn uống rồi có thân tình nó vui hơn. Dạ. Ừ. Để có thời gian đi du lịch là anh chỉ muốn Việt Nam mà chứ không có muốn đi nước nào hết á. Có bao giờ mình nhớ cái món ăn Việt Nam không anh Minh? Trời ơi, nhớ chứ. Thèm chứ, mấy con món ăn Việt Nam nhất là trái cây đó là thèm lắm. Dạ. Ngày xưa thì anh ở Sài Gòn. Ở Sài Gòn. Dạ. Rồi sau đó thì anh đi theo gia đình anh đi, qua được qua đây luôn. Đúng rồi, đi bao lạnh. Cái tình trạng này có bao giờ bị kẹt xe không anh Minh? Đường như thế này nè. Cuối tuần là kẹt, cuối tuần là kẹt. Ồ, vẫn kẹt hả? Cuối tuần là kẹt, kẹt dữ lắm rồi. Nhất là hồi nữa vô đường exit, vô chuẩn bị vô đó là thấy kẹt dữ lắm. Dạ. Giá xe ô tô đây nó đắt đỏ không anh Minh hay là nó cũng... Mắc chứ. Dạ. Bây giờ xe mắc lắm. Stay in the second lane from right. Cả nhà thấy không? Đây là một trong những cái tuyến đường ngay tại tiểu bang California ở thành phố San Jose. Ở California thì rất là nhiều thành phố. Đúng rồi. Một trong những cái thành phố mà người Việt của mình là thường hay ở nhiều nhất đó là ở Los Angeles nè, ở San Jose nè, và ở San Francisco thì ít hơn. Mình San Francisco người Tàu nhiều. Yeah. Nếu như mà đi đến cái khu vực phía Bắc Cali này thì người ta sẽ, đối với người Việt Nam thì sẽ đi du lịch ở những đâu hơn mình ha? Thế thì qua Cali là người ta lên San Francisco. Dạ. Vô cái cầu đỏ đó, cái cầu treo á. Dạ. Cái chỗ đó là cái chỗ nó thấy xếp vô cho 7 kỳ quan của thế giới đó. Dạ. Dạ. Đi đâu qua đây Cali là ta ai cũng muốn lên đó chụp hình nữa đó. Dạ. À, bây giờ chắc cũng gần tới hả? Dạ, vô nè, chuẩn bị vô kìa. Dạ. Đó nè, đó vô chỗ này nè. Ồ. Bây giờ tốc độ không biết là qua màn hình thì cô bác anh chị thấy sao chứ tốc độ chạy rất chạy lẹ lắm á ha. Lẹ lắm. Nó chạy lẹ lắm, nó vô chỗ đây là bị kẹt xe vậy đó. Cái chỗ này cuối tuần nó có chợ đêm vui lắm. Dạ. Thứ bảy chủ nhật tối nó chợ đêm.
có ca hát sân khấu rồi ca sĩ rồi ca nữa. À, em nhận thấy là người Việt của mình là đi đâu cũng giỏi hết á, và đi đâu mà em gặp được người Việt của mình rồi được ăn những cái món Việt á, là em cảm thấy thấy hạnh phúc, thấy ngon, thấy, thấy nó vui lắm anh. Nó cũng có cái sự hãnh diện chứ ha. Dạ, mà em phải công nhận rằng là cái tinh thần người Việt của mình đó, tinh thần dân tộc á, cao lắm. Ở gia đình nào em cũng thấy là dù cho là gia đình đã định cư rất là lâu rồi nhưng mà con cái cũng thường cũng ngoan, phải không? Dạ, ngoan rất là lễ phép. Nhưng mà Việt Nam của mình phải nói là chịu khó. Dạ. Qua đây người ta thành công cũng nhiều lắm đó. Dạ. Cái tỷ số mà homeless rồi đó là người Việt Nam mình là ít lắm. Dạ. Mấy cái người dân tộc khác thì nhiều quá, nhưng mà người Việt Nam mình ít có cái đó lắm, ai cũng lo làm ăn hết đó. Dạ. Em gặp một cái bảng hiệu tên là Dịch Đồng Quê. Đó, đây nè, khu này tên Việt Nam của này, này khu Việt Nam này em vô coi kìa đó. Dạ. Đó, coi không? Đó, này là vô khu siêu thị người Việt Nam công lớn lắm đó, 2-3 giải luôn nè. Siêu thị nào? Siêu thị của người Việt luôn anh ha? Cái shopping, không phải siêu thị mà shopping luôn. Shopping dạ. Của người Việt không à. Đó, thấy không, vô chỗ này em thấy không, muốn tìm đậu xe là cũng không có dễ đâu. Đó, hồi đi bộ vô là quay cho coi cho biết. Đó, bây giờ kiếm chỗ đậu xe là cũng hơi mệt á. Ở đây là có một cái kinh đô điện ảnh gọi là Hollywood. Không, lưới miền Nam á. Đó, ở miền Nam, California. Em nếu có điều kiện em nên đi xuống đó chơi cho biết. Mà chỗ đó là vĩ đại lắm đó. Anh Minh thì đang ở miền Bắc. Mà nhìn là đứng anh Minh giống như là diễn viên điện ảnh. Là anh Minh rất là đẹp trai. Thật ra là không biết là vô ảnh thì anh Minh có ăn ảnh, nhưng mà ở ngoài đẹp trai kinh khủng. Thôi. Này là em nói thật nha. À, bây giờ thì Bùi Hồ cũng sẽ đi xuống dưới để quay cho chia sẻ cho cô bác anh chị biết ha. Đi xa như thế này á, mà nếu như mà không có những người hướng dẫn như anh Minh hoặc là những người thân á, thì không thể nào là đi chia sẻ những cái clip này cho cô bác anh chị biết được. Vì nếu như mà đi du lịch theo tour á, thì nó được cái là thuận tiện về mặt ăn uống ngủ nghỉ người ta lo hết. Tuy nhiên mà gặp đi mình tự túc như Bùi Hồ à, gặp được như anh Minh quá nhiệt tình, thậm chí là anh có chia sẻ là ngày hôm nay là anh sẽ dự định là 4 giờ đóng cửa, 4:30 đón Bùi Hồ. Tiệm 6 giờ đóng cửa đó, tiệm 6 giờ 6 giờ mới đóng cửa. Nhưng mà anh nói thôi anh chạy qua luôn, và hiện nay thì chỉ có mới 3:00 thôi. Đó, cái này buổi tối là nó chơi nhạc đó. Dạ. Này là giống như là thủ phủ của người Việt ngay tại Bắc Cali anh ha. Đúng rồi. Dạ. Đó, vô đây là cái mò trong đây nè. Đó, khu Việt Nam đó, thấy không? Dạ. Tưởng đâu vô một cái siêu thị nào ở Việt Nam không chứ? À, giống như ở mấy cái shopping ở Sài Gòn á ha. Dạ. Cái khu Hưng Phát. Tiệm vàng, tiệm vàng. Dạ. Nhìn giống ở Việt Nam. À, cơm tấm Sài Gòn nữa nè. Đó là tên Việt Nam không à? Dạ. Uống nước mía không? Cặn nước uống nước mía không? Dạ uống nước. Uống cái này một nước mía rồi. Đó, có nước mía ha. Nước mía. Nước mía Ninh Kiều Cần Thơ. Anh Minh ơi, nhớ cái chữ Ninh Kiều không? À, nhớ. Sức khỏe là vàng. Nước củ dền. Cho hai ly nước mía. Nhiều tắc nha. Nhiều tắc rồi. 19 đồng. 19 đồng. 20. Anh này người Việt. Một ly 8.5 đồng. 8.5 đồng. Là tiền Việt bao nhiêu? 18 đồng. 19 đồng đó là 8.5. Coi như là đây nhiêu anh? 2 ly là 19 đồng, coi như 20 đồng. 20 đồng rồi. 500 ngàn. Ôi trời ơi. Cứ tính 500 ngàn rồi ngán ha. Lương đang nhiều, bổ bệnh nhiều. Dạ. Cái này YouTuber Việt Nam qua quay nè. Em ở miền Nam qua du lịch. Dạ. Anh ở Cần Thơ hả? Dạ. Anh này mới đi Cần Thơ về nè. Có đi Bến Ninh Kiều không? Có. Đó, Bến Ninh Kiều. Anh đi Bến Ninh Kiều, anh đi
nhà hàng Thủy Tạ, ngay tại bến Ninh Kiều. Dạ, ngay chỗ Mường Thanh á. Cái này là anh mới mở phải không? Chủ mở lâu rồi, 20 năm rồi. Hơn 20 năm rồi. Dạ. Có nhiều tắc xíu nha em. Nhưng mà mình không có tính được cái tiền Việt được, tại vì mình sống ở đâu, mình làm ở đâu, mình phải tính theo chuyện ở đó. Ở đây thì giá so với Việt Nam thì mình không thể nào ăn uống được. Đúng rồi. Nhưng mà, nhưng mà mình phải tính theo giá trị lâu đâu. Sao là sao dám ăn? Lấy tiền Việt mà xài Mỹ thì nó hơi ngán. Lấy tiền Mỹ mà xài Việt thì ngán rồi sớm. Dạ. Lấy tiền Mỹ mà xài Việt. À, bên này quảng cáo anh lên mốt rồi, người ta có qua đi ta ghé qua tiệm anh đó. Dạ. Nhớ qua ghé. Dạ. Chào cô. Cái này có cái kênh YouTube Bùi Hồ TV lên mở coi. Bùi Hồ TV ạ. Bùi Hồ TV. Bùi Hồ TV. Vậy giờ lên Bùi Hồ TV là thấy đó, à, nữa lên là thấy tiệm. Người Việt vui tính lắm. À, ở đây là có các loại giá hết trơn nè. Dạ có giá hết. À, phải tại phố. Đây. Thank you. Thank you. À, nước mía tắc là 7 đồng đến 9 đồng rưỡi. Uống ly bự quá vậy. Dạ, Bùi Hồ. Mặc cái áo bữa giờ cầm phim nghe tiếng. Đúng rồi đó, có cái áo phải không? Anh Minh ơi, vậy là mình kêu hai size lớn rồi vậy anh Minh hả? Hai size lớn rồi. À, vậy anh thấy cái size nhỏ trên kia này bình thường là nó 7 đồng đúng không? À, chắc vậy quá. Ừ. Mình khát nước uống size lớn cho nó đã đi. Dạ. Nước về xin visa đi qua đây dễ vậy. Ờ, tại làm YouTube á, người ta cũng vậy, nó ok hơn, nó biết. Nó biết mình đi mình quay này kia đó. Nè, quay cái anh bưng nước mía này nè. Quay cho đẹp ha. Rồi, ok, cảm ơn anh. Thank you nha. Yeah, cười vô, tao quay vô đó, đó chưa. Anh đang kiếm vợ đó. Anh đang kiếm vợ. Dạ, cảm ơn anh. Rồi, hai anh em mình vừa ly. Mình hay làm một cái sự so sánh. Sorry, sorry. Dạ, cảm ơn. Qua bên đây kia đi Hanh ha. So sánh khập khiễng đi xíu á. Đó, một ly nước mía này là gần 10 đồng. Gần 10 đồng thì khoảng 250.000 tiền Việt. Anh kia anh hỏi là tại sao là qua đây, giờ qua đây dễ. Thật ra là cũng may mắn thôi. Cái chữ nước mía Ninh Kiều này xây lại. Ờ. À, nước mía Ninh Kiều ha. Mía này thì giống ở đây luôn rồi, giống mía ở đây luôn anh Minh hả? Không, nó lấy là đầu quà đó, không biết nữa. Không phải mía này đâu, nó nhập ở đâu á. Dạ. Yeah. Nhưng mà cái ly nước mía này uống sầu hết. Cũng ngon chứ ha. À, dạ, mà em bất ngờ là cái gì nó cũng to to rồi. Ừ, cho chị. Hai dạ. Kênh YouTube Bùi Hồ TV đó, lên coi là nữa em thấy tiệm em á. Vậy hả? Dạ. Em ở miền Tây. Anh ở tỉnh nào? Đồng Tháp. Bùi Hồ TV. Bùi Hồ TV. Chắc có lẽ là cô bác của anh chị sẽ không không khỏi bất ngờ khi mà ngay tại thành phố này á thì gặp toàn là người Việt. Và thậm chí toàn nói tiếng Việt không. Em hỏi cái này là mít này là bán sao á? Mít này hả? Mít này không có bán. Mít này không có bán mít này. À, mít này bán sao? 2 đồng 50 cent phèo. Hai đồng 50 cent. 2 đồng 50 cent là chạy ra là 2 đồng 50 cent. 55, 100, 200. Tính tiền Việt. 200 mốt 208. Một phao thì nó khoảng nửa ký thôi cô bác anh chị. Chưa. Gần nửa ký. Bốn lần hai. 420 gram. Dạ. Anh Minh có thường ăn mít này không? Có chứ. Anh Minh chỉ ăn táo thôi. À, ăn mít này em về Việt Nam em ship qua. Đây cái là ngon á, đây mai đây là xe ngon lắm. Mặn cầu á. Bự á, cái trái mít này là giống Thái Lan nhưng mà trồng ở Mexico. Dạ đúng rồi. Dạ. Em tưởng là mít ở Việt Nam không chứ? Không, mít ở Việt Nam không qua đây được đâu. Dạ, anh Minh có thường ăn mít không? Có chứ. Dạ. Dạ. Ừ. Nhưng mà giống Thái trồng ở tại vì cô bác của anh chị biết không? Ở Mỹ á
thì việc nhập nông sản vô Mỹ là một điều gì đó rất khó, phải kiểm tra qua một cái quá trình kiểm tra. Cái này nó nhập ở bên Mỹ mà phải không Phượng? Hả? Cái này bên Florida là qua phải không? Không, 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 Florida không có mít đâu. Florida chỉ có dùng đó là chỉ có trồng những cái cây ổi, cốc, mãng cầu. Còn mít thì họ trồng ít cây để họ nhà họ ăn. Vậy nhập nhập này mình nhập từ đâu, bên Thái Lan à? Từ Mexico. Chờ Mexico qua hả? Ờ. Chuối Thái cũng vậy, chuối Thái cũng là của bên Mexico qua. Nhưng mà muối tôm này sao? Muối tôm là của Việt Nam. Muối tôm là nhập Việt Nam á hả? Dạ, nhập Việt Nam qua. Mấy này thì nó cho đi dễ ha, đồ khô. Đó là có công ty, nó có hãng anh. Vậy một hộp muối tôm này là nhiêu tiền chị? Muối tôm là 7 đồng 50. 7 đồng 50. Táo ngọt không Phượng? Là 8 đồng. Táo ngọt phải không? Táo ngọt, táo ngọt anh Minh ơi. Ok. Vậy là một hộp này khoảng 200 ngàn anh Minh ơi. Bao nhiêu? Cái này 8 đồng. 8 đồng là bao nhiêu tiền Việt Nam mà không nhớ nữa. Khoảng 200 ngàn hả? Tiền Việt Nam hôm bữa nay là nó 2 triệu 50 lên rồi hả? Có trao nữa nè, trao môn nè. Cũng của Việt Nam luôn á. Cũng của Việt Nam luôn ha. Trao ngon không? Trao môn với trao ấy, hai cái cái nào cũng ngon hết đó. Nhưng mà trao là thường ở cái vùng vùng miệt dưới á, như ở Cà Mau, ở Sóc Trăng là ngon. Mình để ngoài không bị hư hả Phượng? Dạ không, trao để ngoài á. Chứ không phải để tủ lạnh hả? Dạ không. Nhưng mà khi mình khui ra rồi mình phải để tủ lạnh đúng không? Anh để ngoài cũng được, để tủ lạnh cũng được, trao nó không có phải cái gì